xây dựng hệ thống trường học phát triển hoàn chỉnh, đảm bảo đủ tiện ích, cơ sở hạ tầng trang thiết bị dạy học đồng bộ, đội ngũ nhà giáo, viên chức quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề nghiệp, huy động tối đa các nguồn lực xã hội cùng tham gia vào công cuộc giáo dục và đào tạo, tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia ở tất cả các cấp học, bậc học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giáo dục toàn diện. Đó là mục tiêu tổng quát được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 07 ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang về phát triển giáo dục trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục trên địa bàn huyện Bắc Quang giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025, số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện đạt 70%. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, ngành đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp về phát triển giáo dục trên địa bàn theo giai đoạn, hàng năm. Từ đó cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các đơn vị trường học đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần sự vào cuộc quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Để thực hiện công tác trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, thì ngành cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đồng thời cũng chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, quan tâm chú trọng xây dựng đội ngũ viên chức, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn cho học sinh, đồng thời cũng đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các công tác xã hội hóa giáo dục để bố trí huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như là thiết bị cho các đơn vị trường học. Bắc Quang là huyện có số lượng đơn vị trường học nhiều nhất tỉnh với 78 trường, trong đó có 70 trường trực thuộc huyện. Do địa bàn rộng, điều kiện kinh tế xã hội vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhưng những năm gần đây, huyện Bắc Quang đã dành phần lớn nguồn lực để đầu tư cho phát triển giáo dục, cụ thể là dành ngân sách xây dựng các trường, lớp học theo hướng khang trang, đạt chất lượng theo hướng trường chuẩn. Hiện nay, toàn huyện có 39 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 55%, trong đó có 34 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đặc biệt, trong năm 2023-2024, có 3 trường, Mầm non Đồng Tâm, Tiểu học Ngọc Lâm, Trung học cơ sở Vô Điếm, được đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2. Nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn năm 2023, trường Mầm non Đồng Tâm là một trong số ít trường mầm non trên địa bàn huyện được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Vi Thị Chiến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, trong những năm đầu mới thành lập, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên chưa được chuẩn hóa, thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Đến nay, tập thể nhà trường có cơ cấu tổ chức đảm bảo đúng theo quy định tại điều lệ trường mầm non với tổng số 32 biên chế, trong đó có 3 viên chức quản lý, 28 giáo viên và 1 nhân viên. Trường có 18 lớp với 405 học sinh. Nhà trường đã đề xuất tham mưu bổ sung thêm cơ sở vật chất, viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên còn thiếu và sáp nhập được 2 điểm trường lẻ, huy động được phụ huynh học sinh đưa học sinh về học tập trung tại điểm trường chính. Đến ngày hôm nay, nhà trường đã đạt được đủ các tiêu chí, vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia trong những năm đầu triển khai, cấp ủy chính quyền địa phương và nhà trường đã gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Đa số phụ huynh học sinh là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc dạy và học trong nhà trường. Để đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, bên cạnh nguồn kinh phí nhà nước đầu tư, nguồn nông thôn mới với gần 5 tỷ đồng để xây dựng nhà lớp học 2 tầng, 6 phòng học, cấp ủy chính quyền xã, các bậc phụ huynh học sinh và nhà trường đã tích cực lao động, huy động xã hội hóa ngày công lao động để cải tạo xây dựng cảnh quan môi trường. Qua cái quá trình tổ chức xây dựng trường chuẩn, thì Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm thì cũng đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề về xây dựng trường chuẩn năm 2021, thì tập trung xây dựng cái theo cái tiêu chí nông thôn mới. Thì cái trường mầm non Đồng Tâm được đầu tư với cái tổng kinh phí là gần 5 tỷ đồng để mà xây dựng các cái phòng học. Sau đó là một cái hết sức quan trọng đó là cái vấn đề chúng tôi kêu gọi xã hội hóa
để xây dựng cái cơ sở vật chất. Bên cạnh việc khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, công tác nâng cao chất lượng, đội ngũ giáo dục ở trường mầm non Đồng Tâm cũng được chính quyền địa phương và nhà trường chú trọng. Hàng năm, nhà trường thực hiện quan tâm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức quản lý, giáo viên và nhân viên. Qua đó, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên. 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường luôn đạt trên 100%. Giáo viên giỏi cấp huyện đạt 24,13%, giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt 3,6%, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Nhiều giáo viên có sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được các tiêu chí xây dựng trường chuẩn và nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, ngoài những đồ dùng đồ chơi được cấp phát, hàng năm nhà trường phát động các cuộc thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo. Hưởng ứng cuộc thi đó thì 100% giáo viên trong nhà trường rất là tích cực tham gia. Các cô đã tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương và các nguyên liệu phế thải. Với sự khéo léo, tỉ mỉ, các cô đã tạo ra rất là nhiều những đồ dùng đồ chơi sinh động, hấp dẫn, phù hợp với trẻ. Đến nay về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy của cô và trẻ trong nhà trường. Cũng nằm trong số ít trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn năm 2023, trường tiểu học Ngọc Lâm được thành lập trên cơ sở chia tách từ trường phổ thông cơ sở Bằng Hành năm 1988. Năm đầu thành lập, trường có 15 lớp với 420 học sinh và 4 điểm trường. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường có cơ cấu tổ chức đảm bảo đúng theo quy định tại điều lệ trường tiểu học. Năm học 2022-2023, nhà trường có tổng số 13 biên chế, trong đó có 2 viên chức quản lý, 10 giáo viên và 1 nhân viên, có 7 lớp với 171 học sinh, tổ chức dạy và học tại trường chính. Để đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, cấp ủy chính quyền xã và nhà trường đã tích cực chủ động báo cáo và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban chuyên môn thực hiện xây dựng khối phòng làm việc, tu sửa nhà lớp học, nhà vệ sinh, xây tường rào, cổng trường đảm bảo phù hợp với diện tích khuôn viên, nhu cầu sử dụng của nhà trường và cơ sở vật chất tối thiểu đảm bảo theo quy định. Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh và công sức đóng góp của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, đến nay, nhà trường đã thực hiện cải tạo xây dựng cảnh quan khuôn viên trường, cổng trường đảm bảo xanh, sạch đẹp. Các phòng học bộ môn, thư viện, thiết bị, phòng chức năng được đầu tư đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho dạy học, đáp ứng yêu cầu theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Vì sự nghiệp giáo dục chung của xã nhà cũng như là các trường trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia thì trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền địa phương đã rất là quan tâm đến cái công tác sự nghiệp giáo dục. Chúng tôi đã huy động các nguồn lực, huy động xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân và các bậc phụ huynh cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước. Hiện nay thì tổng nguồn vốn đã được hỗ trợ cho nhà trường là 3 tỷ 420 triệu đồng để sửa chữa các hạng mục như là sửa chữa các phòng chức năng, sửa chữa nhà vệ sinh và xây mới phòng làm việc và xây mới tường rào của nhà trường. Hiện nay cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo đủ điều kiện và đủ điều kiện về các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh việc khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục học sinh cũng được chính quyền địa phương, phòng giáo dục và nhà trường chú trọng. Hàng năm, trường tiểu học Ngọc Lâm luôn chú trọng tới công tác bồi dưỡng chuyên môn cho viên chức quản lý, giáo viên. Qua đó, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên. 80% giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo, tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, giáo viên giỏi cấp huyện được dần nâng lên. 100% viên chức quản lý, giáo viên có năng lực phẩm chất đạo đức, kỹ năng tổ chức quản lý, giảng dạy và giáo dục. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 100% học sinh đến trường được đảm bảo an toàn, được học tập, vui chơi, bổ ích và lành mạnh. Trong những năm trước đây ấy, thì đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về trình độ, chuyên môn và năng lực công tác cũng chưa được đồng đều. Thì do vậy thì từ năm học 2017-2018 thì nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch để cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên được tập huấn nâng cao trình độ đào tạo. Thì được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, xã, huyện và phòng giáo dục đào tạo thì cán bộ giáo viên trường nhà trường đã được nâng chuẩn và hiện nay đã đảm bảo cái các tiêu chí trong cái tiêu chuẩn 2 về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Trong 5 năm gần đây, nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
được Đảng bộ huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2018-2022. Công đoàn luôn đạt công đoàn vững mạnh. Cùng với các bậc học phổ thông tham gia xây dựng trường chuẩn năm 2023, trường Trung học cơ sở Vô Điếm được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều thuận lợi trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn của huyện Bắc Quang. Ngay từ năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục đào tạo, trường Trung học cơ sở Vô Điếm đã tranh thủ có hiệu quả sự đầu tư của nhà nước thông qua việc triển khai xã nông thôn mới Vô Điếm. Đến nay, hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, lớp học được đầu tư đồng bộ, các phòng học chức năng đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò trong nhà trường. Tại ngôi trường này, chúng em được học tập, thực hành, trải nghiệm với đầy đủ các cơ sở vật chất như là phòng tin học, phòng khoa học tự nhiên, phòng ngoại ngữ. Các thầy cô giáo thì giảng dạy rất là nhiệt tình và các phòng học thì thoáng mát và sạch sẽ. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường có cơ cấu tổ chức đảm bảo đúng theo quy định tại điều lệ trường Trung học cơ sở. Năm học 2022-2023, nhà trường có tổng số 23 biên chế, trong đó có 1 viên chức quản lý, 20 giáo viên và 4 nhân viên, có 9 lớp với 330 học sinh. Có sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Hiện tại, trường Trung học cơ sở Vô Điếm đã đạt được trường chuẩn quốc gia theo quy định. Hiện tại, nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, có đầy đủ các cái phòng học bộ môn, các phòng đa chức năng, các phòng truyền thống, các cái khu vui chơi, sân tập, bãi tập và nhà xe để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của nhà trường. Bằng sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, từ năm 2021 đến nay, nhà trường đã được xây dựng mới một nhà 2 tầng 8 phòng học, một nhà cấp 4 7 phòng học, các nhà lớp học, nhà làm việc được cải tạo, tu bổ. Hệ thống tường rào sân bê tông được triển khai từ nguồn ngân sách bổ sung và huy động xã hội hóa bằng ngày công huy động từ phụ huynh, học sinh, cán bộ giáo viên và nhân viên. Ngày xưa thì lúc bọn tôi học ấy thì là rất là khó khăn. Cơ sở vật chất thì không được đầy đủ như bây giờ. Còn đến bây giờ các con học thì từ lúc trường được về chuẩn thì bây giờ là phụ huynh chúng tôi cũng rất yên tâm. Bên cạnh việc khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, công tác nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục cũng được xã và nhà trường chú trọng. Đến nay 90% giáo viên trong nhà trường đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường luôn đạt trên 90%, giáo viên giỏi cấp huyện đạt 15%, giáo viên giỏi cấp tỉnh 5%, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong những năm học tiếp theo, huyện Bắc Quang tiếp tục dành nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường, đồng thời bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu so với thực tế, xem xét phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp với yêu cầu dạy học và số lượng học sinh tăng hàng năm, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025. Một cái việc rất là quan trọng trong cái việc xây dựng trường chuẩn đó là cái phải tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị dạy học cho các đơn vị trường học được công nhận mới và công nhận lại về các trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Và để làm được cái điều này ấy, thì chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, đồng bộ. Trong đó thì hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải gắn kết chặt chẽ với nhà trường và gia đình, xã hội trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục. Xác định việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự quan tâm, tham gia chăm lo của toàn xã hội cho sự nghiệp phát triển giáo dục, việc triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục nói chung, xây dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng trên địa bàn huyện Bắc Quang sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch các cấp đã đề ra.